những lần mẹ một con nhỏ Phương đỏ sắc 1910 cạnh hoa hậu. Nhã Phương từng nhận được những lời không hay về ngoại hình mảnh khảnh mỗi khi xuất hiện. Dạo gần đây, người đẹp được cho là tăng cân, cô trở nên nhuận sắc, thân hình cũng đầy đặn hơn. Khi xuất hiện chung khung hình với các nàng hậu của showbiz Việt, bà mẹ một con thần thái rất tự tin, không hề lép vế người đẹp nào, đôi khi lại chiếm trọn spotlight. Không hẹn mà gặp, Nhã Phương rất có duyên khi nhiều lần gặp gỡ, chung mâm với các nàng hậu của show. Không còn hình ảnh ngọt ngào như trước kia, Nhã Phương dần chuyển sang phong cách gợi cảm với những thiết kế ôm sát, khoe vóc dáng quyến rũ. Nhiều người cho rằng danh sách thăng hạng của người đẹp một phần nhờ vào tài chăm sóc vợ khéo léo của người khó. Mỗi khi rảnh rỗi, Trường Giang thường xuyên vào bếp nấu những món ngon bồi bổ cho vợ, chuẩn bị đồ ăn để người đẹp mang đi làm. Cách nào để giải stress? Một là khóc cho đã. Khóc, vô cùng bình tĩnh. Ngủ, nghe nhạc. Sao đơn giản vậy? Còn Iris Cow là giải tỏa stress sao? Tại vì mỗi lần em stress là không ai hiểu được em hết á. Em có nói gì tao cũng không hiểu hết á. Cho nên là em phải cần một cái gối để em nói chuyện. Dạ, em có nói chuyện hết, cái gối này là em hết stress à. Và bây giờ sẽ là chủ đề, xin mời. Đó, ăn bình thường là chuyện quá đơn giản, ăn để giải tỏa stress mới là điều khó. Tôi là ông hoàng hạnh phúc, tôi có cách giải tỏa stress của riêng tôi. Một cách giải tỏa stress rất cao cấp, đó là tìm tới chuyên gia tâm lý học. Nếu bạn đam mê ẩm thực và đam mê nấu nướng thì nấu ăn cũng là biện pháp thư giãn hiệu quả. Hãy để Thiên Đường Ẩm Thực xoa dịu bạn với những món ăn hấp dẫn và giàu giá trị dinh dưỡng. Cá ngừ là một nguyên liệu phổ biến để thực hiện những món ăn tái hấp dẫn. Trộn đều cá ngừ với các nguyên liệu, thêm vào ngò sắc nhuyễn. Wow, những màu sắc này đã đủ để kích thích vị giác của bạn chưa? Vắt thêm một ít nước cốt chanh, nguyên liệu cần thiết cho mọi món ăn tái. Cuối cùng là dầu ô liu để món ăn thơm và óng ánh thật hấp dẫn. Một món khai vị đơn giản nhưng hoàn toàn có thể khiến vị giác của bạn bùng cháy đấy nhé. Tiếp theo là cá ngừ áp chảo được tẩm đầy tiêu như thế này đây. Rất nhiều tiêu. Mùi tanh của cá ngừ hoàn toàn được khử bởi hương thơm của những hạt tiêu này. Làm thế nào để tiêu có thể dính chặt vào miếng cá nhỉ? Bột mì chính là giải pháp dành cho bạn. Hãy đợi chảo thật nóng, dầu thật sôi, để lửa lớn và áp chảo để mặt cá chỉ 30 giây thôi. Bạn sẽ có ngay cá ngừ tẩm tiêu hoàn hảo. Em nổi gai ốc luôn này. Em nổi gai ốc từ nãy giờ. Và đây là món ăn của chúng ta. Mùi thơm cay nồng của tiêu có thể khiến bạn ngây ngất trước khi thưởng thức đấy. Có thể dùng kèm món ăn này với giấm nho balsamic cùng rượu vang trắng. Vậy là hoàn hảo cho một bữa tối lãng mạn. Nếu bạn đang mong chờ một món ăn đầy ắp hương vị đậm chất Việt thì đây, cá ngừ tỏi ớt rán sẽ là một lựa chọn xuất sắc. Ngon quá ha. Ngon quá ha. Ướp cá với dầu ăn, các loại gia vị, một chút bột mì để kết dính gia vị quan trọng nhất của món ăn, tỏi và ớt. Cuối cùng là rán chín cá. Câu hỏi dành cho bạn là dùng lửa lớn hay lửa nhỏ để rán món ăn này? Chúng tôi sẽ quy định như thế này. Nếu các bạn trả lời là lửa lớn thì các bạn sẽ dùng hành động chữ V xuôi để trả lời. Lửa nhỏ các bạn dùng chữ V ngược để trả lời. Nhưng lưu ý, phải là 3 thành viên trong đội trả lời cùng một lúc thì chúng tôi mới chấp nhận câu trả lời. Và bây giờ chúng ta sẽ đếm, chuẩn bị trả lời. 3, 2, 1, câu trả lời. Các bạn đều chọn là dùng lửa lớn. Chắc chưa, chắc chưa? Chắc. Và bây giờ chúng ta biết ai đúng hay sai. Tiếp tục theo dõi clip sau đây. Trời ơi, chết không? Chết nhiều không? Người nghĩ rằng lửa nhỏ là giải pháp tốt nhất. Tuy nhiên lửa nhỏ là thủ phạm khiến món ăn bị ngậm dầu. Hãy rán với lửa lớn và đảo nhanh tay để tỏi không chảy khét. Đây chính là món ăn Việt mà bạn đang mong đợi. Cá ngừ tỏi ớt rán thơm lừng và đậm đà vị cay.
Một món ăn được chế biến bằng phương pháp quen thuộc đối với người Việt, đó chính là hấp. Xếp hành, gừng, ớt trên và dưới mặt cá. Với cách sắp xếp như thế này, gia vị sẽ ngấm thật đậm đà vào thịt cá. Hấp cá từ 3 đến 5 phút và cùng ngắm nhìn thành quả nào. Không cần phải quá cầu kỳ, bạn đã có một món ăn ngon để thưởng thức và thư giãn. Bạn có muốn nếm thử những món ăn này không? Có. Trả lời luôn ạ. Câu hỏi mà. Hãy trả lời đúng câu hỏi dưới đây nhé. Cảng cá ngừ lớn nhất của Việt Nam ở đâu? Và bây giờ các bạn sẽ phải đưa ra câu trả lời. Đề nghị anh Bích Bèo cất điện thoại vô. Cất điện thoại vô. Em ăn đi. Tính sờ trên mạng hả? Tính sờ trên mạng hả? Và bây giờ các bạn sẽ có thời gian là 5 giây để suy nghĩ thôi. Tôi sẽ đưa ra hai đáp án cho các bạn lựa chọn. Cảng cá ngừ lớn nhất Việt Nam nằm ở đâu? A. Tỉnh Phú Yên. B. Tỉnh Khánh Hòa. Nên nhớ, ai là người chiến thắng sẽ được thưởng thức những món ăn vừa rồi. 5, 4, 3, 2, 1, trả lời. Khánh Hòa. Ok vậy? Đúng. Phú Yên, Phú Yên. Vâng, đã có hai câu trả lời. Đây có bốn người đổi trưởng. Là vậy, đúng không? Em vậy đó. Không cần đội trưởng hay đội phó hay là thành viên gì hết trơn. La lên là người ta nghe hết trơn rồi. Chị ơi và như vậy ai sẽ là người chiến thắng? Xin mời bỏ đũa xuống đi mấy đứa. Ngon rồi. Cái mùi tiêu nó thơm á, cá thì nó mềm, cá là không còn mùi mùi tanh nữa, nó thơm. Thơm lắm hả? Rất thơm lắm hả? Cá như tanh chảy lắm. Tan chảy á, đúng không? Chưa ăn mà bị đam. Nãy nè trời, ăn mấy miếng rồi. Nó mềm và nó mịn vô cùng vậy đó. Thơm lắm á, thiệt cái mùi tiêu quá, cái mùi tiêu quá. Thử thôi. Ai cho ăn? Anh thử độc ác. Ông Hoàng độc ác nhất chừng mà em từng gặp. Ông Hoàng độc ác nhất chừng mà em từng gặp rồi. Em từng chết lắm rồi. Nhưng mà bây giờ anh cầm lên mà anh không được ăn, anh cũng bị stress nữa. Ông Hoàng ông nói cho tụi em cách nào tụi em được ăn không? Không, đây là lúc mà mình kiềm chế thật là giỏi. Rồi sau đó mình sẽ có niềm vui bất ngờ. Kiềm chế cảm xúc mới học hồi nãy. Em không được ăn là uổng lắm. Cái món này ngon rất là ngon luôn. Mà hình như Hằng rất là thích ăn hải sản đúng không? Thế này là đúng gu của Hằng luôn rồi. Hằng thích ăn hải sản. Hỏi quá ông Hoàng ha, ông Hoàng, nhưng mà thôi cũng kệ đi ha. Trộn cái mặt kìa. Đây bây giờ tôi muốn hấp nè. Ráng ráng đi. Ai trời ơi, con nước tương nó dính nè, nước tương nó dính nè. Trời ơi. Này. Anh Giang để nó nhỏ nhỏ từ từ nó mới hấp dẫn. Ăn đại đi trời. Ngon quá. Ta thưởng thức cái món này trước anh sao? Có khi nào mình được phá lệ không vậy? Ngon á. Cái bánh canh này cái nước nó ngọt, nó hanh. Cái cọc bánh canh này nó dai và cái thịt thì nó mềm và nó thơm. Thiệt luôn á. Ông Hoàng ơi, ông Hoàng ăn đi, ông Hoàng đừng có nói được không? Không. Quá trời nó ghét. Gỡ ghẹ, gỡ ghẹ. Ê, rớt miếng ghẹ ra đấy. Cẩn thận đi ta. Ghẹ mà thơm như vậy. Ngon không anh? Này, cái này gọi là bánh. Bánh ghẹ nè. Đó. Ngon, ngon, ngon. Ác gì mà ác dữ. Ác cái gì đâu, nãy giờ còn chưa ăn này mà ác cái gì đâu. Trời ơi, cái món gì vậy trời. Trời ơi. Kệ người ta đi. Bây giờ chỉ có một câu hỏi dành cho các bạn. Ai trả lời? Cơ hội, ai mà giành được quyền, dạ, quyền trả lời. Xong trả lời đúng là vô. Trời ơi, muối tiêu mà còn ngon nữa, hồi gì gẹ. Ngon. Hãy trả lời câu hỏi sau đây. Nắng 3 năm ta không bỏ bạn, mưa một ngày bạn đã bỏ ta, là cái gì? Mời em. Bóng. Ăn. Ủa nhưng mà em được cho. Không, một mình chỉ có duy nhất mình luôn thôi. Được ăn hay không? Đừng nói nhiều. Ăn. Chọn món nào. Hãy cái này là nắng 3 năm ta không bỏ bạn, mà mưa một ngày bạn đã bỏ ta. Hãy thể hiện đi. Hãy thể hiện em là con gái người thợ mộc. Vào đi em. Bánh ghẹ đó, trời ơi. Cảm ơn. Ăn đi, thử cảm nhận, cắn cái coi.